Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sự cố máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines và hàng loạt những vấn đề khác đã khiến nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới đối diện với khoảng thời gian tồi tệ. Đây là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với Boeing kể từ khi chuyến bay gặp sự cố của Alaska Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 5 tháng 1, đã khiến cho cổ phiếu của nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ bị sụt giảm lớn và dẫn đến các cuộc điều tra liên bang với nhà sản xuất máy bay này. Ngày 5 tháng 1, một mảnh của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 bị xé toạc trong chuyến bay ban đêm của Alaska Airlines từ sân bay quốc tế Portland đến Ontario, California ở độ cao 16.000 feet 10 phút sau khi cất cánh. Không khí ùa ra khỏi lỗ hổng mang theo một con gấu bông, hai chiếc điện thoại di động và tựa đầu ghế, đồng thời quăng quật một đứa trẻ 12 tuổi ở hàng ghế sau và thổi bay chiếc áo phông của một hành khách 15 tuổi. Ngay sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã tiến hành kiểm tra ngay lập tức 171 máy bay Boeing trên toàn cầu. United Airlines, một trong những khách hàng lớn nhất của Boeing cùng với Alaska, cũng buộc phải hủy 260 chuyến bay, trong khi Alaska Airlines hủy 165 chuyến. Theo FlyOver, Boeing đưa ra tuyên bố rằng họ vô tình lấy làm tiếc về tác động của sự kiện này đối với khách hàng và hành khách của họ. Cổ phiếu Boeing giảm 13% trong phiên giao dịch thứ hai. United Airlines và Alaska Airlines đã tìm thấy các chốt lỏng trên cửa cắm của ít nhất 5 máy bay 737 MAX 9. Một kỹ sư hàng không vũ trụ của NTSB, Glenn Grosshack, cho biết trong một cuộc họp báo rằng các bộ phận được cho là giữ chốt cửa trên máy bay của Alaska Airlines có dấu hiệu bị gãy. Theo Reuters, United Airlines cho biết các cuộc kiểm tra sơ bộ của họ đã phát hiện thấy các bu lông cần siết chặt trên một số tấm. Những tiết lộ này làm gia tăng mối lo ngại về quy trình sản xuất các máy bay phản lực MAX 9 đã bị đình chỉ hoạt động. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, cho đến nay, United đã tìm thấy gần 10 máy bay bị lỏng bu lông trong quá trình kiểm tra sơ bộ, tăng so với 5 chiếc ban đầu được báo cáo đầu tiên bởi ấn phẩm công nghiệp The Air Current, và con số này có thể tăng lên. Giám đốc điều hành Boeing David Kaho nghẹn ngào chia sẻ trong cuộc họp với các nhân viên thảo luận về sự cố ngày 5 tháng 1. Tôi có con, tôi có cháu, bạn cũng vậy. Những thứ này đều quan trọng, mọi chi tiết đều quan trọng. David Kaho đã thừa nhận sai lầm của Boeing và khen ngợi Alaska Airlines vì đã xử lý chuyến bay hỗn loạn. CEO của Boeing cam kết hoàn toàn minh bạch khi làm việc với cơ quan quản lý. Một số người trong ngành cho biết các hãng hàng không đã bắt đầu nghe thấy hành khách bày tỏ lo ngại về sự an toàn của máy bay, mặc dù MAX 9 chỉ được một số ít hãng sử dụng. Tuy nhiên, bất kỳ mối lo ngại kéo dài nào cũng có thể làm tăng áp lực lên Boeing, vốn đã gặp phải nhiều vấn đề về sản xuất kể từ khi dòng 737 MAX bị đình chỉ bay rộng rãi vào tháng 3 năm 2019 sau hai vụ tai nạn chết người. Trong quá khứ, các sự cố của Boeing 737 MAX bắt đầu với hai vụ tai nạn máy bay. Vụ đầu tiên là vụ tai nạn của Lion Air Indonesia vào tháng 10 năm 2018. Sau đó là vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines vào tháng 3 năm 2019 khiến 346 người thiệt mạng giữa hai vụ việc. Có vẻ giờ đây Boeing tiếp tục phải vật lộn với các vấn đề sản xuất trên cả 737 MAX và 787 Dreamliner, khiến nhà sản xuất máy bay đã chứng kiến khoảng thời gian tồi tệ của mình khi cổ phiếu của công ty bị sụt giảm 8% so với giá đóng cửa tuần trước. Boeing đang trải qua khủng hoảng sau sự cố cửa sổ và mảnh thân trên máy bay 737 MAX 9 nổ ngay giữa không trung ngày 5 tháng 1 tại Mỹ. Bà Neil Minow, Phó Chủ tịch Value S. Advisor, một người có tiếng nói trong mảng quản trị doanh nghiệp, nhận định rằng Hội đồng quản trị Boeing là kẻ giết người hàng loạt và không rút ra bài học từ sai lầm trong quá khứ. Cụ thể, vào năm 2021, Hội đồng quản trị Boeing đã phải trả khoản tiền phạt khổng lồ trị giá 246 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện của cổ đông. Trong vụ kiện, các cổ đông cáo buộc Hội đồng quản trị không thực hiện nghĩa vụ giám sát an toàn cũng như đưa ra những phản hồi gian dối về hai vụ tai nạn của 737 MAX 8.
Thế mà chỉ vài năm sau, tức đầu năm 2024, Boeing lại tiếp tục đối diện với những nghi ngại khi 737 MAX 9 gặp sự cố. Trao đổi với Fortune, bà Mino phát biểu, đó là một hội đồng quản trị tồi tệ và họ đã tồi tệ trong thời gian rất lâu. Bà Mino cho rằng, vấn đề ở đây là hội đồng quản trị không cảm nhận đủ áp lực để thay đổi. Vì thế của Boeing hiện giờ có thể xem là nửa độc quyền, vì họ chỉ có một đối thủ lớn nhất là hãng Airbus. Boeing nắm giữ hàng loạt hợp đồng hàng không với cả chính phủ lẫn doanh nghiệp, đủ để họ duy trì kinh doanh. Với sự thống trị ấy, hội đồng quản trị Boeing đặt tài chính lên hàng đầu, chứ không phải vấn đề kỹ thuật. Một số người khác chỉ trích Boeing đã không cải tổ mạnh tay hội đồng quản trị sau hai vụ tai nạn chết người của MAX 8. 4 năm trước, CEO tiền nhiệm Dennis Muilenburg là người bị cáo buộc dẫn dắt văn hóa làm việc độc hại, nơi thời hạn sản xuất và lợi nhuận được đặt lên trên sự an toàn. Ví dụ điển hình là việc Boeing gấp rút chế tạo 737 MAX 8. Thế nhưng, sau khi sa thải Muilenburg thì thay thế lại là Calhoun, người đã từng giám sát nhiệm kỳ của Muilenburg và là đồng minh thân cận của ông này. Không chỉ vậy, chủ tịch hiện tại của Boeing là Larry Kellner, người đã giữ chức giám đốc từ năm 2011 và trước đó là lãnh đạo Ủy ban Kiểm toán. Năm 2019, khi chức CEO của Boeing đổi chủ, John Oliver, tổng biên tập The Air Current, kiêm cựu phóng viên hàng không vũ trụ của Wall Street Journal, đã từng lên tiếng ngờ vực liệu động thái này có thể khắc phục những gì cần sửa chữa không. Bởi vì ông nhận định rằng cả Calhoun và Kellner đều liên tục ủng hộ chiến lược dài hạn của Boeing. Ông không phải là người duy nhất đưa ra nghi ngờ này. Năm 2020, cố vấn ủy quyền Vlad Nenwich đã kêu gọi các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại Kellner trong cuộc họp cổ đông, với lý do Kellner là người giữ vị trí chủ tịch ủy ban kiểm toán trong các vụ tai nạn của 737 MAX 8, hoặc Rav Nadek, người có cháu gái qua đời trong một vụ tai nạn 737 MAX 8, đã kêu gọi toàn bộ hội đồng quản trị từ chức. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra, bởi trong quá trình thay đổi hội đồng, các công ty thường giữ lại những nhân vật chủ chốt để đảm bảo tính liên tục, bên cạnh việc giới thiệu những người mới với góc nhìn mới. Sau khi xem xét những thay đổi gần đây trong hội đồng quản trị Boeing, bà Joelle Poner, phó giáo sư tại Đại học Santa Clara, cho biết bà đề cao việc Boeing đưa các chuyên gia hàng không và quản trị rủi ro vào hội đồng, đồng thời thay thế các giám đốc bằng các chuyên gia về tài chính, chính phủ và thương mại. Tuy nhiên, bà Poner cảnh báo rằng văn hóa tổ chức là một thứ có độ y nhất định, cần có thời gian để sự mới mẻ của hội đồng quản trị tạo nên được sự mới mẻ trong hoạt động công ty. Những gì diễn ra trong vài tuần tiếp theo sẽ là dấu hiệu cho thấy liệu hội đồng quản trị của Boeing có thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nghịch cảnh và đưa ra các giải pháp phù hợp hay không. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.